chào cô chú. Hello, xin chào cả nhà. Thì ngày đã lâu rồi thì chắc cũng phải cả tuần rồi đó. Mình chưa ra video cho cả nhà coi á. Là lý do là cả nhà bị sốt đấy cả nhà. Mấy cha con bị sốt quá trời luôn. Thì ngày hôm nay cũng đỡ sốt rồi. Thì mình có làm một video, mình sẽ làm một nồi lẩu nha cả nhà. Thì mình đơn giản thôi, mình chỉ làm cái lẩu cá ăn với rau với bún nha cả nhà. Đây là chai lẩu Thái. Đây, thành phần thì có nghêu nè, tôm nè. Đây là rau cải cúc đó. Đây là nấm kim châm nha cả nhà. Đây là cá với bò viên. Còn đây là chén hành của mình, xíu nữa mình sẽ phi hành. À, thì mong cô chú anh chị và các bạn sẽ đồng hành vừa cùng với mình nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi sơ chế. Mình sẽ bỏ miếng dầu vô cả nhà. Mình bỏ miếng dầu vô là mình sẽ phi hành trước nha. Rồi mình sẽ nói chung là mình làm cái món lẩu bữa nay cũng đơn giản thôi cả nhà ơi. Mình phi hành xong rồi mình đổ nước. Khi nào nước sôi mình bỏ chai lẩu vô. Nó cũng đơn giản thôi chứ không có cầu kỳ gì cho lắm. Mình sẽ phi hành cho nó thơm nha cả nhà. Rồi được rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ nước vô nha. Đó, mình đợi nước sôi xong rồi mình bỏ chai lẩu Thái vô. Xong rồi mình mới bỏ cá sau. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ chai lẩu vô nha. Mình sẽ nêm thử coi nó như thế nào nha cả nhà. Được. Chắc chút nữa mình cũng phải nêm thêm ít muối ít gì đó vô. Bây giờ mình sẽ bỏ cá vô luôn nha cả nhà. Đó, mình làm lẩu cá riêu hồng nha. Bỏ viên vô luôn, chung vô luôn nha cả nhà ơi. Đó, nhìn màu hấp dẫn không cả nhà. Rồi mình ra, xíu nữa mình sẽ bỏ thêm nghêu vô nha. À, thì mình nấu cái nồi lẩu cá này xong rồi cả nhà. Bây giờ cũng tối rồi. À, bây giờ mình mời cả nhà ăn tối gia đình mình luôn nha. Nó tự động xuống luôn. Rất ghê. Mình sẽ bỏ rau vô nha. Bỏ ít cái gì không biết. Nấm dại. Nghêu với tôm thì mình cũng bỏ vô đây luôn rồi cả nhà. Đấy. Ủa bún đâu ta? Đây bạn tạm bún. Tôm đây nè. Bún rau vô mình ăn ha. Ngoài để trong đi. Cái con thơm lắm cả nhà ơi. Rồi ngoài ơi. Thì bữa nay thiếu một thành viên cả nhà. Lý do là đang còn sốt, bệnh quá trời luôn, chưa có khỏi. Bé ấy nữa xin nó bắn. Con đừng có quậy quậy vậy nó. Mình đi ba đầy bụng rồi nè. Mời cô chú ăn. Mời cô chú cùng ăn nha. Đây là đô nha. Ăn cà bỏ luôn. Ừ. Ăn cà bỏ. Chấm thần thánh. Vẫn còn ho cả nhà. Rồi. Quá đỉnh. Chấm một nước chấm. Đó, mình làm đồ ăn gì lúc nào cũng có một tô nước mắm, nhất chi là
ngon cả nhà. Đó, mắm ớt siêu cay. Đó, đã luôn. Rồi mời cả nhà ăn với mấy gia con mình nha. Với bà ngoại nữa. Ngon quá. Ngọt nước. Đây cá dự phòng này. Quá đã luôn cả nhà. Đấy, cá rồi. Mình sẽ chấm miếng nước mắm vô nha. Cho nó cay cay nó mới ngon. Mời cả nhà nha. Nóng nóng. Ngon quá. Bỏ đi nè. Bỏ đi. Mới bận xong cả nhà. Làm nồi lẩu này ăn nóng. Cay ăn đá rồi nhà. Ngon quá. Ngon lắm. Cái gì đó? Không biết. Cái gì đó? Bỏ viên rồi nhỉ. Hay là mấy cha con vẫn đang còn bệnh nhẹ nhẹ cả nhà, vẫn đang còn uống thuốc. Vâng. Múc từ từ nha. Nó đổ quá. Ngon không? Sao? Ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm. Sao? Lắm rồi. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà thì bỏ viên chấm kính. Quá đã luôn. Rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị và các bạn nha. Ngon quá. Ui cực quá đã luôn. Ngon quá. Đổ mồ hôi luôn cả nhà ơi. Giống như mình đang giải cảm. Ăn nồi lẩu nên đổ hết mồ hôi. Mát trời luôn. Wow. Cá này, nhừ đã. Tôm này. Ăn mà cái cá ma nước mắm. Nóng quá. Có cái gì vậy ba? Cá. Nóng. Đây là con nhiêu cuối cùng ăn hết rồi.
con lấy được không? Rồi được rồi, ít thôi con. Bố con bỏ ít thôi con mới trang này rồi. Ăn hết để nữa, để nhiều quá. Đến răng rồi, đến răng. Hết luôn rồi cả nhà, cái nồi không không còn cái gì luôn cả nhà, không còn cái gì hết. Hết rồi, hết rồi. Để xuống đi. Bây giờ được có vậy không? Hết rồi, ngon quá. Vẫn còn nóng. Thôi chắc có lẽ mình xin phép kết thúc video tại đây cả nhà. Thì mong tất cả cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn đồng hành với cùng với nông thôn vlog nha. Thì mong được sự ủng hộ của tất cả cô chú anh chị và các bạn, hãy cho nông thôn một like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Và xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé. Xin chào.